Rồi ok. Thương mình bằng gia đình mình. Cũng cha chẳng ai cho mình nữa. Cái sinh mệnh là nước ai. Ví dụ anh may mắn ngày đó anh sống thì là anh sống thôi. Còn giờ lỡ chết rồi sao? Cũng gia đình bạn bè á, gia đình mình đau, bạn bè nó thương á, nó thương một hai ngày rồi sao? Chết thì sao? Đam mê cái ai cũng là đam mê. Đúng rồi, bạn bè á mà nó tới mình á thì nó kêu là hồi càng thứ nhất, hồi càng thứ hai, hồi càng thứ ba rồi hết rồi xong. Đam mê ai cũng đam mê. Đây, ảnh nói mấy câu hay á, mấy câu này phải lưu lại á. Cái quan trọng á là cái tốc độ á mình phải kiểm soát được. Đúng rồi. Có nghĩa là anh muốn khuyên anh em á là đi phải cẩn thận, lỡ có chuyện gì là gia đình mình là người hưởng và ví mình dụ, là người chịu trách nhiệm thôi. Xe hay mình á, chạy được á chừng đó chưa chắc mình là người chịu trách nhiệm. Xe chạy hết máu còn chưa kể đến cái mức á mình còn va vào ai, tán vào ai nữa, ai lo? Gia đình ở lại còn gia đình lo, đúng không? Đúng anh rồi. Nói thiệt, bây giờ em không có tiền đi thì gia đình em cũng phải bỏ tiền ra để bán đất bán nhà để lo cho mạng sống của em thôi. Chứ bạn bè nào lo mà biết lúc lo, biết lúc lo có sống được không? Đúng anh rồi, là anh. Một thằng đó may mắn gọi là cái nghị lực sống của anh á, bác sĩ nói thẳng là anh sống được, chứ còn lỡ anh chết rồi bây giờ thì cũng hơi hơi đống đất. Đúng đó rồi, là hay. Anh không va chạm ai á, anh không va chạm ai nha. Ừ. Rồi đến lúc á em thử nghĩ đi, em đi ngoài đời á em tán là hay nói trắng câu này nó thẳng thừng là tán là bố con thảo đi, có đền không? Đéo đền nó vả bỏ mẹ luôn á. Cái này chị đằng sau cái đó. À hello anh em nè. Hello. Đó. Mười 12 giờ đêm anh em ghé chơi coi xe nè. Đó. Anh em ở xa tới. Thấy chưa? Anh em thấy chưa? Nè anh em tới chơi với mình là vui vẻ luôn. Đó. Có số này đầu tiên là biết nó nhìn này, nó chạy nhìn này. Đây cơ. Số này chạy năm. Sao xe đó mai em để cho bạn em rồi. Em mới đi về. À dở. Anh em muốn mua xe thì qua mình nha. Nhưng mà nhớ là để ra năm sau. Năm hai năm sau. Đây là 11 giờ đêm đó em, coi mấy giờ rồi? Mấy giờ đúng rồi? Coi mấy giờ? Đấy năm hai năm rồi. Giờ là mới 10 giờ 44 anh. 10 giờ 44. Chuẩn bị 11 giờ. Chắc anh em rất là vui ha. Trời. Mặt đỏ lè rồi. Đô bất tử. Uống cậu cái gì? Đô bất tử mà, anh Minh là đô bất tử mà. Đang ngồi nhậu cái vô xe. Đúng là anh em mê xe khác. Đó. Anh Minh đô bất tử mà. Nha, mọi người đừng nhậu với anh Minh nha. Anh Minh là đô bất tử đó. Nãy giờ trùng lon rồi đó, chưa có xỉn á. Vẫn vô chốt xe đều đều. Vẫn vô chốt đâu đều đều. Đây kìa hả? Đây là trước mua xe bên mình rồi nè. Đó. Này mới có mấy lon hả? Chưa, mới 2 lon. Có 2 lon nè. Bên là tục lon rồi. Thằng này chốt nè. Sao vui không em? Ở đây vui không? Vui thiệt lên. Bữa sau mình còn đi tour Nha Trang với Nha Trang đúng không? Đỡ hoài luôn. Anh Minh cao, anh Minh cao. Được luôn, đỡ luôn. Anh Minh dẫn đi chỗ lạ. Đỡ hoài luôn. À, thấy không anh em, 11 giờ đêm rồi. À. Mày like gì nữa? Đâu, em quay TikTok chơi mà. Ôi ôi ôi, vậy. TikTok rồi chừng đó dây à ông nội. Ừ, thì quay trước à. Má 10 rồi đêm ai em ngủ hết trơn rồi. Không mình là sáng trưng à. Thôi vô đi, vô. Ủa tao hình như tao để ý nãy giờ ly thằng Minh nó còn y nguyên luôn á. Sao em rót hết ly rồi đó, anh nhỏ giờ vậy? Trời ơi. Nhưng mà lúc mình ly đó là em nha, em xong. Thôi vô rồi, thôi nói nhiều quá, hết ly nè. Xong lên lon lên nè. Tao cũng sao, tao với mày là đồng luôn á. Đúng rồi, để đều. Mày xem thế nào của chứ Minh. Ôi anh đang ngủ không nổi ơi. Tắt 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 tắt, đi rồi. Khuya rồi, khuya rồi. Mẹ nó đang chạy cái AK đó đồ á mình. Cô Đinh thì có thể là mày nổ được. Tao mua Vinh cũng không nổ được. Mua Vinh xe ăn nổ là lũng từ lai vậy. Ủa mà sao có dòng hai máy mấy chen mấy thằng giết ngạn vậy? Gì á, tại ở trong nhà, một phần là ở trong nhà, đó, cái tiếng nó cao. Mày thấy đợt cái SC mà đợt ảnh dắn trên cái blog rồi blog không? Sừng nghe tiếng bồ. Bỏ Ninja 400
Đâu ai mở xe anh đâu. Điên điên đó. Vậy nè, nãy giờ anh nhậu mà anh chịu hết nổi rồi, anh nhắn tin thì gì quên đi mày, sai rồi. Chứ sao biết qua được, đúng rồi. Ở trong đây mà nói trong đây mà. Trong anh sẽ nói cho mày biết tại sao mà vợ anh biết con rồi. Trời rồi. Như vậy đúng không? Có gì vậy? Mở ra nhau mình đó nhỉ. Đúng không? Trời gì nó cạn người luôn. Anh gắn con chip á. Trời gắn chip á. Gắn chip. Ông thiệt hai vợ chồng xài like 360 độ anh đi đâu không biết hết à. Này là cái app mà đúng không? Cái app. Ờ app. App tìm người. Ở đây là mấy anh em mua xe hết đó nha anh em. Mà cái app đó là chạy. Ở đây là mấy anh em mua xe hết đó. Nó báo tốc độ luôn á. Mà đang chạy xe sử dụng điện thoại nó cũng báo luôn á. Giao lưu ví dụ như mình giao lưu bóp ai đi rồi ví dụ như anh Minh rồi anh đi Nha Trang rồi cái mình biết Nha Trang vậy. Mình kiếm tàu ta. Tối anh đi lẻ sao biết được. Mày có đi đâu thì anh cũng vẫn chờ ở đây anh chờ tao. Thành Phần nè, tao chạy 120 buồn xong ngủ. Lấy bằng keo quấn lại nhá. Không hề quấn. Không vậy luôn. Kêu anh kể cái hành trình đi CB400 của ảnh kìa. Thôi đâu á, hành trình CB400 thay sọ thì thôi sọ đi. Kể đi, kể cho người ta biết. Thôi mà. Đó lịch sử ghê lắm giờ. May là còn ngồi đây với anh em mà chứ không thì giờ này không thôi là CB500S là giờ này chưa có chủ rồi. May á. Qua là có chủ rồi anh kể chi tiết mà. Có anh em thấy con vợ biết chạy CB 400 27 Super Ford đúng chưa? 27 ở đời Super Ford rồi. Bỏ qua cái thôi, nhẹ nhẹ thôi. Nói với anh em á, cái gì cũng cứ đam mê nhẹ nhẹ thôi. Đừng qua bỏ qua. Mình thì còn thay sọ được chứ anh em ấy chưa biết được. Thay sọ sắp não rồi giống nhau rồi. Mày khùng quá, dính đến não là đi chết rồi. Không mà sao cái ngôn từ nó là gọi hấp não. Cái ngôn từ nó đi á là bảo ăn sọ. Em lại tưởng á là lấy cái não ra đúng không? À đúng rồi. Xong rồi vô chỉnh. Đúng rồi. Cái vấn đề là nhiều người hiểu lầm cho đó. Bởi vì dính đến não thì em chết rồi. Là người ta gửi sọ ra, đem cái sọ mình đi gửi. Cái vấn đề gửi là ở Quảng Nam kìa. Cả Việt Nam mình có một chỗ duy nhất. Ồ, đó là mình gửi lạnh đúng không anh? Đúng rồi, nó đông lạnh ở... Nó đông cái khí á. Cái miếng giống như... Mày kiếm tao cái gì tao gõ sọ mình cái thôi. Tao đã mặc cái sọ rồi mà. Cái gáo thôi. Còn cái cháo nó chưa đụng tới. Cơm là còn nguyên. Mà dính đến cái cơm là đi rồi. Không, đó là sự thật. Bởi vì dính đến não là chết rồi. Tưởng nó bác sĩ nó hấp lên nữa thêm miếng nước ốc. Đâu, bài. Anh làm như ốc heo. Ốc heo rồi tìm mua bắt. Không phải tăng được rồi. Lúc đầu nó sẽ không bao giờ nó tròn như cái sọ bình thường đâu. Nhưng mà nó từ từ nó sẽ thích ứng lại. Nó sẽ co bằng mấy cái kích thước thật. Ồ, mà em thấy người ta hay đồ inox mà sao anh đổ titan là sao? Inox nó không được hả? Như em có ông chú á, ông bị tai nạn á, là ông đổ inox lên á. Không ai inox hay. Riêng sọ không bao giờ có inox. Ờ, là titan không à? Là hiện tại trong đầu anh là đang có miếng titan. Ừ, nhưng mà nó có cũng 3-4 loại. Anh nhận màu gì? Titan lại đổi màu được á. Anh lên loại mấy màu luôn. Ồ, vậy là anh qua máy bay rồi là nó vẫn báo chứ. Đi qua cổng máy bay nó vẫn báo chứ. Không báo hả? Sọ nó sẽ không báo. Nó báo là báo ở bên ngoài người thôi. Nó báo là em gắn inox nó vẫn báo mà. Kim loại là báo. Không thấy người ta hay vậy, như ví dụ người ta làm nhét trong người luôn. Cái đó anh hiểu. Nhưng mà riêng vật cái chất liệu á, nó làm sọ nó
em đi qua máy bay nó sẽ không báo. Nó chỉ báo em là nó sẽ báo là có kim loại ở trong người thôi, nhưng mà nó sẽ hiện ở phần nào hết. Nó bắn ít quang mà. Nó báo thẳng là ở trên đầu cho nên nó tại vậy nếu là mình đi có qua. Cắt vũ khí mình cũng cắt từ trên dưới chứ ai cắt vũ cái đầu đâu. Đúng không? Không, nó hiện thẳng luôn là trên đầu mình có kim loại là nó thẳng quang luôn. Như chú của anh đó nha, bị tai nạn nha là kẹp cái nóc vô người. Mà tới thời hạn là phải tháo ra. Ừ. Anh có tháo không? Cái chân. Không tháo là trời lạnh nhất. Đúng rồi. Mày sai. Tới thời gian là phải tháo ra đúng không? Nhất lắm luôn. Một năm mà phải tháo. Hay vấn đề nào tháo xong nó mới nhất. Chứ đừng có bảo là không tháo nó nhất. Tháo xong nó mới nhất. Trời lạnh nó nhất đúng không? Trời lạnh anh có nhất không? Cứ có tuổi đi rồi biết. Không, ba em mày. Không, mà. Mày thử đi, mày nhất xong nhất. Em là em nhất là em có một người yêu chưa? Em có nghiệu chưa? Trời chưa, chưa. Em nhất là em nhất bị nhất chân giữa rồi. Chứ còn gì nữa. Ừ, chân giữa đóng mấy ngày đóng chân giữa. Mày cho anh R15 con cái bom cua rồi thử. Ờ thử rồi té xuống rồi đi. Bây giờ mày cứ chạy thử cỡ 100 hay là mày chạy như lao ấy. Bom cua 1.2 được rồi. Thì nói chung á. Nói chung là lời khuyên của ảnh cho anh em á là khi mình đi xe mình phải trong cái tầm kiểm soát của mình. Đúng rồi, phải chủ góc độ của mình. Làm sao phải xử lý được. Chứ không phải nói để là cho nên á, tại vì á cứ mình lên chiếc xe mình phấn khích quá, mình cứ kéo này nọ thì nó rất là nguy hiểm cho bản thân mình. Tại vì tuổi trẻ á, mình lên mình cứ cắm đầu cũng kéo rồi. Bạn anh 10 thằng chơi chung mà giờ còn sống có 2 thằng à. Mà khi anh, 2 thằng may mắn á, anh chạy với tốc độ cao cứ muốn lên cứ lên nữa lên nữa. Không rồi. Không, đúng rồi. Đó là do mình. Em có suy nghĩ không? Đường không phải là đường nằm cũng mắm vố như vậy. Cái thí dụ đường cao tốc hay đường nó thẳng như này không có cua thì mình biết đường nó sao mình chạy phải không? Bên xuôi thôi em. Có lúc á cái đường đẹp quá em mắm ga em kéo em dính. Anh chạy với tốc độ cao cái tự nhiên nó muốn lên nữa, muốn lên nữa. Đúng lên rồi, nữa. Muốn lên nữa. Không, cái đó là do em á. Không, mà đa số luôn, anh em nào chạy, em thấy chạy xe ví dụ như... Không, ngày xưa anh cũng vậy. Đó. Cũng như hồi nãy nha, mình đã để bảo anh ra chạy thử vòng. Anh đạp lấy chiếc quà. Anh vẫn chạy y chang nha, chạy xu. Bởi vì cái cảm giác mình muốn biết cái xe không cần phải chạy nhanh hoặc là cái gì đó. Mình chỉ lên ga mình biết rồi. Hồi nãy em cũng thấy là cái thằng bên luôn ra đây quẹo qua là dưới đèn đỏ đúng không? Ừ. Anh làm ẹt phát anh lên được 90 đó. Ừ. Anh biết thừa nó ra hổn luôn. Ừ. Nhưng mà gần đó là mình phải cái gì á quan trọng á. Chết mẹ mình. Thằng nào á vấp rồi mới biết. Anh nói thẳng. Đúng rồi, bị rồi mới biết. Tuổi trẻ hay bị mắm ga. Vô cứ lên là muốn kiểu lên. Kiểu mình chạy 150 mà mình tuổi trẻ tấm chiếu mới mà cái rượu mới quá thì đắp chiếu luôn. À đúng rồi á. Chính xác. Kiểu 150 cái lên 600 ngàn á, thấy kiểu mới lên dặn đảo quá, dặn hoài luôn. Sâu sáu kéo hoài. Đúng không? Cứng gà. Anh đang chạy 150 nè, tại sao anh chạy á con 500m, anh chạy bên tường. Minh hồi nãy thấy anh về anh không chạy. Vậy chứ, anh chạy về đấy. Anh chạy về đây anh chạy bên. Rất là nhẹ nhàng đúng không? Bởi vì khi mình đã hiểu rồi cái anh xe hiểu là nó anh điềm tĩnh là mình chỉ cần á cái ga đầu không mình biết nó thế nào. Đó. Còn mình là thuộc dạng như con trẻ là chơi còn chơi mà.